Được không? Nhân xin kính chào quý khách ngày 16 tháng 10 năm 2018. Dù quý vị thì Nhân xin trân trọng giới thiệu chiếc tủ kệ ngăn gian gỗ hương đỏ của Lào, kích thước là 24. Chiếc tủ kệ này Thành Nhân làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở Bình Dương. Toàn bộ đường nét đục chạm là hoàn toàn bằng tay, cánh dày 3 phân và khung cánh là dày 4 phân. Chiều cao tổng thể từ mặt đất lên trên là 2m1. Và cái khoảng giữa để tivi, để được tivi tầm khoảng 55 đến 57 inch, rất là rộng. Và đã được hoàn thiện với đi trần, còn nguyên vân gỗ. Bên sau là một cái miếng bịt ngăn gian, chiếc tủ kệ ngăn gian gỗ hương đỏ của Lào. Cái tủ kệ tivi này thì luôn làm theo đơn của khách hàng ở Bình Dương, ở phía Nam, tỉnh Bình Dương. Toàn bộ các cái đường nét đục chạm của cái tủ kệ tivi ngăn gian này là đục bằng tay, bốn cánh đục từ quý, tùng cúc trúc mai và chân đục hoa hồng, kiểu đồng tiền, kiểu cột nho, kiểu kệ tivi cột nho. Bên tay phải là cây tùng, cây cúc trúc mai, tức là cây tùng hạc, cúc kê và trúc trích và mai điểu. Ở giữa là một ngăn kéo to có thể kéo ra và rất là tiện lợi. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những mẫu tủ kệ ngăn gian đẹp như này, liên hệ ngay với Thành Nhuân theo số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Tổ gỗ Thành Nhuân tại hai cơ sở, tại cơ sở 1 là Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Tại cơ sở 1 chúng tôi đang hoàn thiện rất nhiều các mặt hàng cho khách hàng ở khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là bộ bàn ghế bình quốc ghê gỗ mun hoa cột 13 cho khách hàng ở thành phố Hải Dương. Và phía trong này là bộ sập thờ ngũ phúc kim tiền cho anh khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Anh đang về tận cơ sở 1 xem hàng đây. Anh tên là gì nhỉ? Anh Tùng. Anh Tùng ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh đang về ký nhận cái sập thờ ngũ phúc kim tiền này. Cả một bàn mẹ bàn con, ký mộc. Như trước thì tôi đã giới thiệu rồi. Tôi có tiện nhân quay luôn cái bộ sập thờ cùng mấy cả cái tủ kệ. Và anh lấy một cái hoành phi 4 chữ ở Hà Tây Nguyên được dát vàng 49. Sập thờ ngũ phúc kim tiền chúng tôi đang hoàn thiện đó đi. Tất cả đường nét đục chạm là hết sức là tinh xảo và toàn bộ là đục tay. Dạ tiền là dày 8 phân. Rất là đẳng cấp, mặt liền. Cả bàn mẹ và bàn cơm. Một bàn to và nhỏ. Quay trở lại chiếc tủ kệ tivi ngăn gian gỗ hương đỏ của Lào, dài 2m4, bốn cánh đục tư quý và chân đục hoa hồng. Phía trên là có hai con ly trầu rất là đẹp. Những khách hàng ở gần cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 của Thành Luân có thể đến trực tiếp để xem và cảm nhận cái hàng sản phẩm của khi hoàn thiện lên rất là đẹp. Thiện cái đi lên luật căng, không có một tí gợn nào cả. Và toàn bộ đường nét đục chạm là rất là kênh bông. Cánh dày 3 phân và khung cánh là dày 4 phân. Trường ơi, tốt lại bên này gì nhãn đi, xịt bụi đi. Đây này, trà đi. Đóng cánh nhá, đóng cánh nhá. Cái gì? Nhân xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại khách trong những video clip sau. Đây chiếc tủ kệ ngăn gian, quý khách chỉ cần hỏi là kệ ngăn gian gỗ hương đỏ hoặc là gỗ vụ. Tôi ngoài cái chất liệu hương đỏ ra còn làm chất liệu gỗ vụ. Và đây là tủ kệ ngăn gian 2m4 của khách hàng ở tỉnh Bình Dương. Sau khi clip này quay xong sẽ hoàn thiện đóng gói và gửi cho khách hàng ở phía Nam.